Một ngày bình yên của Chí đã chấm dứt. Chưa đầy một phút, két đã bị mở. Và như thường lệ, một lời nhắn được để lại. Những di sản được vinh danh ở tầm nhân loại. Những tín ngưỡng dân gian linh thiêng. Lựa chọn. Trải nghiệm. Dấn thân. Cứ đi, đi mãi thành những con đường, những lối đi riêng, đầy tự hào và xứng đáng, vì tôi là nông dân. Con đường của sự khác biệt. Tôi cảm thấy là mình lạc lõng ở ngay cả ở trường học lẫn cả ở nhà. Tôi nghĩ rằng là chỉ có thể làm nông dân thì tôi mới cảm thấy được hạnh phúc. Con đường của sự kiên định. Cái thiệt hại thiên tai lớn nhất là cái gần đây nhất. Thật ra mất trắng hết rồi, mọi thứ bị san bằng. Lúc đó mình có một phần an ủi là mình nhìn xung quanh. Những người ngư dân ở đây họ nuôi tôm, họ nuôi cá. Toàn bộ tài sản họ đặt ở đó và họ cũng bị mất trắng. Và mình nhìn họ cặm cụi, họ nhặt từng cái mảnh vỡ của cái bè. Họ góp nhặt lại để họ chuẩn bị họ dừng lại. Thì đó là một trong những cái niềm an ủi trong cái lúc tuyệt vọng nhất. Con đường dẫn đến tương lai. Trong một cái xu thế mà toàn xã hội đi về một hướng thì ông đi ngược lại. Hình dung một người rất cô đơn, một người mà đã đi ngược chiều gió. Người ta làm ngày làm đêm. Nhưng mà nó phấn khởi ở cái chỗ là đến mùa vụ là người ta có một cái thu nhập nó cao hơn so với cái lúc mà đời sống người ta xã. Tạo ra những giá trị bền vững cho quê hương. Mình đi kiếm những cái đất, lúc mình đến thì giá trị chỉ bằng 1% của người khác ở những nơi khác, đúng không? Và tới đó mình làm nên những cái giá trị bằng mồ hôi nước mắt của mình thì nó sẽ có giá trị. Họ làm nên con đường từ chính đôi chân mình. Đến giờ thì tôi đã hiểu, với tôi, với những người nông dân trồng lúa ở Ninh Bình hay anh chàng Na Na trồng dâu tây ở Mộc Châu, nghề nông vẫn có những vẻ đẹp riêng của nó.